Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 14 tây tháng 10 năm 2021. Bây giờ là khoảng 8 giờ 11 phút tối. Lúc mà làm video này đã ở Việt Nam đã là ngày thứ sáu ngày 15 tây tháng 10 rồi. Thì các bạn thấy là ngay trong thời điểm này làm video đó Thì trên biểu đồ của Binance các bạn thấy được là Đồng Bitcoin đã cắm hai ngọn nến màu xanh hai con nến giờ các bạn thấy được chúng ta đã thấy Bitcoin qua khỏi 59.000 đô Và cái đề tài chiếu ngày hôm nay thường sẽ chia sẻ với các bạn Đó chính là liên quan tới Bitcoin ETF Tại vì hiện bây giờ đó không có thông tin nào lớn hơn là cái thông tin liên quan đến cái sự hào hứng của Bitcoin ETF Tôi sẽ chia sẻ với các bạn tên hình nhất là như thế nào có được thông qua hay chưa và khi nào mới được thông qua nếu như chưa thông qua và khi thông qua rồi chúng ta có thể thấy những cái hiện tượng như thế nào đây là điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay cũng như chúng ta sẽ nói tới một số những tài liệu on-chain và chúng ta cũng sẽ nói tới những cái tài liệu nổi bật ngày hôm nay nhưng mà trước hết thì các bạn thấy được là giá Bitcoin đã qua khỏi 59.000 đô bây giờ là 59.145 và hôm nay đó không chỉ là Bitcoin các bạn thấy là Bitcoin là màu xanh và có rất nhiều đồng màu xanh trên thị trường ngày hôm nay và nhất là chúng ta thấy những đồng như là Ethereum, Hedera, Hashrap, hay là các bạn thấy được là đồng Nia là những đồng mà có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay và chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin đó thì tuy là tăng À, uh, 1,7% nhưng mà hôm nay Bitcoin tăng cũng kéo theo nhiều đồng tăng Các bạn thấy được là Ethereum các bạn thấy là hôm nay Ethereum lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng bây giờ đã qua khỏi 3.800 đô rồi tăng 5,3% đồng BNB tăng 2,4% các bạn thấy được là nhiều khi chúng ta không đi ý những cái đồng lớn nhưng mà các bạn thấy được là khi những đồng lớn nó di chuyển nó cũng di chuyển con số cũng là không nhỏ các bạn thấy được là những đồng lớn như Ethereum vẫn có thể di chuyển 5 10% trong một ngày chúng ta có thể thấy được là những đồng khác thì không có sự phản ứng nhiều chúng ta thấy được là Cardano, XRP, Solana À, điều là đứng yên ngày hôm nay và chúng ta được là Polkadot thì hôm nay cũng đứng yên sau khi đã tăng à, một cái con số lớn ngày hôm qua và chúng ta thấy là là Dogecoin xuống 1,2%. Terra Luna cũng không có sự tăng trưởng nhiều nhưng mà Uniswap thì đã tăng 6,8%. Còn Shiba Inu của hôm nay đã xuống 6,4%. Nhưng mà trong tuần này đó Shiba Inu cũng như là Polkadot trái hai đồng này đều đã tăng tổng cộng là hơn 20%. Thì chúng ta thấy được đó là cái mức giá hiện bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào những đồng như là Bitcoin và Ethereum đi thì các bạn thấy được là cái mức giá hiện bây giờ so với cái đỉnh cao nhất đó mà chúng ta đã từng thấy hồi tháng 5 đó là không có xa lắm các bạn thấy được là giá Bitcoin cao nhất là 64.805 bây giờ là giá Bitcoin đó là mức là 59.000 thì thường refresh cho này lại để các bạn thấy rõ hơn thì ở cái mức đó là 59.000 trên trang web này đó là 59.500 thì chúng ta sẽ được là chỉ cách cái định cũ có 8,7 phần trăm mà thôi có thể nói được là các bạn thấy là nếu như Bitcoin thật sự là muốn lập định mới đó là có thể lập định mới trong cuối tuần này có nghĩa là trong vòng 2-3 ngày tới nếu Bitcoin thích thì sẽ có thể có được cái định mới Ethereum thì chỉ cách cái định cũ đó là 4.300 đô chỉ có 13 phần trăm mà thôi các bạn thấy được những năm khác thì có cái sự khác biệt xa hơn như là các bạn thấy được BNB và Cardano cách cây định cũ lên tới là hơn 40% thì các bạn thấy đó là cái thông tin lớn nhất bây giờ chính là cái thông tin liên quan tới Bitcoin ETF nhưng mà trước hết các bạn thấy được là tin thì bây giờ đó các bạn có thể ngửi thấy được là cái sự hào hứng trong thị trường này là như thế nào và có thể nhiều bạn nói là FOMO đã đến thì thực sự mà nói là FOMO tôi nghĩ là cũng đã có rồi nhưng mà cái mà các bạn có thể không để ý đó chính là sau khi hồi tháng 5 mới đây đó khi mà chúng ta thấy là giá Bitcoin đột ngột có cái sự đi xuống từ cái mức là 65.000 mà đi thẳng xuống tới dưới 30.000 đô đó chúng ta đã mất đi khá nhiều bạn mới trong thị trường này. Và cũng như là thời điểm đó là cái thời điểm mà chúng ta thấy được là khoảng chừng là hai tháng trời khi mà giá Bitcoin có đi xung quanh cái mức là từ 30.000 cho đến 35.000 đó thì trong thời điểm đó chúng ta cũng không có nhiều người mới tham gia vào thị trường này Các bạn thấy được là bây giờ đó tuy các bạn thấy là thị trường nó rất là sôi động nhưng mà phần lớn là những người mà đã trong thị trường này thường nghĩ là ít nhất là 3-4 tháng trở lên chúng ta vẫn chưa có thấy được là một cái số lượng người mới tham gia vào thị trường này và ngay cả khi mà thường nhìn vào cái số lượng mà đăng ký kênh của Thuận Capital đó thì bây giờ là thường trung bình khoảng chừng là 6.500 bạn đăng ký kênh mới mỗi một tháng thì trước đây đó khi mà chúng ta thấy những lúc mà sôi động đó, những lúc như là tháng 1, tháng 2 thì những thời điểm đó trung bình là các bạn sẽ được là có là khoảng chừng trung bình là 12.000 cho tới 15.000 bạn tham gia mỗi một tháng. Có nghĩa là chúng ta có rất nhiều người mới tham gia vào. Và đương nhiên những người mới đó một phần sẽ đăng ký kênh Thuận Capital. Cho nên con số đăng ký bây giờ đó khi mà nói tới cái số lượng mà cao giống như là trước đây đó, thì không có cao như là trước đây. Có nghĩa là chúng ta bây giờ thấy tuy là hào hứng, tuy là mọi người lạc quan và vui, nhưng mà phần lớn vẫn là những người mà đã ở trong thị trường một thời gian rồi. Chúng ta thật sự vẫn chưa thấy được là những nhà đầu tư riêng lẻ FOMO này như thế nào khi chúng ta có người mới tham gia vào thì lúc đó dòng tiền mới chảy vào, các bạn mới thấy được cái sự tăng trưởng nó sẽ ra sao và FOMO sẽ đến đâu. Tại vì các bạn thấy là cái mức giá bây giờ đó là 59.000 thì tuy là mức giá này cũng cao nhưng mà các bạn thấy chúng ta vẫn chưa có phá đỉnh cũ khi mà thường nghĩ là Bitcoin phá đỉnh cũ là đỉnh mới đó, lúc đó một lần nữa các bạn sẽ thấy được là nhiều bài báo, nhiều à, chương trình TV sẽ lại một lần nữa nói tới những cái tài liệu liên quan tới Bitcoin Phá đỉnh cũ là đỉnh mới, lúc đó cái sự hứng thú sẽ tăng lên nữa Thì dẫn đến nhiều người mới tham gia vào trong thị trường này, nhất là khi mà các bạn thấy là Bitcoin phá được 100.000 đô Thì lúc đó các bạn sẽ thấy được cái số lượng người mới tham gia vào cái sự tăng trưởng đó sẽ như thế nào Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình Uh, liên quan đến một tài liệu khác trước khi chúng ta chia sẻ chi tiết liên quan tới Bitcoin ETF. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là một cái dự án game NFT có tên là Bernie Coin Thì Bernie Coin là một cái nền tảng game file đó đa nhiệm được xây dựng ở trên cái nền tảng của Binance Smart Chain Và Bernie Coin có bốn cái sản phẩm chính bao gồm thứ nhất đó là cái sàn AMM Thứ nhì là cái coin game Bernie Coin thứ ba đó chính là NFT Game Farming và thứ tư đó chính là NFT Marketplace có nghĩa là cái chợ NFT thì Bernie Con đang hiện là cái ứng cử viên của chương trình The Most Valuable Builder 3 của Binance Smart Chain tổ chức và Bernie Con đã được các quỹ lớn uy tín đầu tư như là Signum Capital, Cavern Network và Crypto Group và dự án Bernie Con nó mới ra mắt được một tháng rưỡi thôi nhưng mà họ cũng đã có những cái gặt hái nhất định sau mươi ngày ra mắt đó, thì cái số lượng người sử dụng thường xuyên cũng tăng một cách ấn tượng một số những cái thông tin như là các bạn thấy được đó là sau một tháng thôi thì đã có tổng cộng là 15.428 địa chỉ ví cái số lượng người sử dụng thường xuyên nó lên tới là 12.783 chúng ta có năm quốc gia mà chơi game này thường xuyên cho nên chúng ta có Nam Hàn có Việt Nam Thái Lan Úc và Philippines và thêm vào đó nữa là như thường đã chia sẻ đây là top 3 NFT project ở trên mạng lưới Binance Smart Chain cũng như là hiện bây giờ đã có 13 triệu bunny đang được tích lũy ở trong ngân khố và một số những thông tin khác liên quan tới cái dự án này đó là hiện bây giờ để tăng thêm nhiều vật động cho cộng đồng đó thì bunny Coin đang có cái sự kiện gọi là Rebase với phần thưởng lên tới 60 đồng BNB và 300.000 đồng money. Những người chơi có thể thiết lập một cái đội hình bao gồm là một trainer và ba money coin để có thể đánh boss và nhận thưởng. Một trong cái update quan trọng của Bernie coin đó, đó là chuyển cái cách đánh ba đồ về cái chế độ gọi là PVE để cho mọi người có thể sử dụng một cái môi trường mà không mất phí đồng BNB, đồng Binance để cho người chơi tiết kiệm được một khoản phí. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu thêm về Bernicoin thì tham gia cộng đồng Bernicoin Việt Nam, Telegram và Facebook đó nằm ở phía dưới cái video này. Thì các bạn thấy được là ngày mai đó là cái ngày mà chúng ta sẽ thấy là có cái số lượng không nhỏ những cái hợp đồng option là sẽ đáo hạn, coi nghĩa là hết hạn. Thì các bạn thấy được là ngày mai đó sẽ có 820 triệu đô la option lệnh option sẽ hết hạn ngày mai thì các bạn thấy được là option là quyền được mua và quyền được bán có nghĩa là nếu như mà hết hạn mà cái option đó đó mà không có như ý muốn thì coi như là cái option đó là không còn giá trị nữa thì các bạn thấy được là bây giờ đó cái giá đó chúng ta thấy được trên màn hình thì bây giờ đó là phần lớn là các lệnh liên quan đến những cái lệnh long những cái lệnh mà những người mà thích thấy giá cả tăng trưởng đó là đang nắm cái phần lớn hiện bây giờ khi mà chúng ta thấy được là giá bitcoin nếu như mà kết thúc ngày mai ở mức là từ 52 tới 54 đó thì các bạn thấy được chúng ta có 3140 140 lệnh call hiểu đơn giản là lệnh long đi rồi 2.110 lệnh put hiểu đơn giản là lệnh short thì các bạn thấy được là nếu như vậy đó thì những người mà đánh lên đó, thì sẽ có cái sự lợi nhuận là lên tới khoảng chừng là 55 triệu đô la. Nếu như mà giá ngày mai kết thúc ở mức là 54.000 tới 56.000 đó thì những người mà đánh lên đó, thì sẽ có lợi nhuận lên tới 130 triệu. Nếu như mà chúng ta thấy giá ngày mai kết thúc từ 56.000 lên tới 58.000 thì cái lợi nhuận đó là tăng lên tới 235 triệu. Và nếu như ngày mai kết thúc cái mức giá là trên 58.000 thì cái lợi nhuận đó sẽ lên tới là 350 triệu có nghĩa là bây giờ đó là cái lợi thế là những người nào mà đang giữ những cái định kho đó, những cái lệnh lon đánh lên đó thì sẽ cố gắng đi mà giữ giá Bitcoin trên 58.000 tại vì đây là cái mức giá dựa theo tài liệu là họ sẽ có lợi nhiều nhất. cho nên bây giờ những người mà đang giữ nhiều lệnh option bây giờ đó 820 triệu này thì phần lớn sẽ cố gắng để mà giữ giá trên 58.000 đó là cái mức mà họ sẽ có lợi nhiều nhất. đó là điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái sự kiện là những lệnh option 820 triệu này sẽ hết hạn ngày mai sẽ như thế nào. đương nhiên chúng ta sẽ biết được và sẽ biết được nhanh chóng mà thôi.